Sau đây, biên tập viên thời tiết Hương Liên sẽ chuyển tới quý vị khán giả những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Hương Liên ạ. Chúng ta đều biết rằng là không khí lạnh chuẩn bị về đến khu vực Hà Nội cũng như là miền Bắc rồi. Thế nhưng mà tình hình Nam Bộ thì không biết là thời tiết dịp cận Tết thì như thế nào thưa chị Liên? Vâng Hoàng Dương, ở Nam Bộ thì thời tiết lại trái ngược với miền Bắc, trời nắng và nóng. Ở miền Đông thì nắng nóng xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Phú, Thủ Dầu Một với mức nhiệt là 35-36 độ C. Các thành phố còn lại thì nhiệt độ phổ biến là 32 đến 34 độ C cũng cảm thấy nóng. Một trong những điểm tránh nóng lý tưởng ở phía Nam dịp này đó là đỉnh núi Bà Đen. Địa hình cao nên không khí dễ chịu, ban ngày không quá 28 độ C, tối và đêm se lạnh chỉ 18-19 độ C. Núi Bà Đen là nơi ngự tọa của tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới. Du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng hàng ngàn gốc hoa cùng nhiều trải nghiệm văn hóa nghệ thuật độc đáo đón chờ Hội Xuân Di Lặc được tổ chức vào tháng Giêng. Ngược lên miền Bắc, tối và đêm mai không khí lạnh mới tác động đến thời tiết khu vực này. Còn từ sáng đến chiều mai, nhiệt độ vẫn chưa giảm. Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Hà Giang, Ninh Bình, nhiệt độ phổ biến 22 đến 26 độ C. Cao Bằng, Lạng Sơn thì trời rét 15 đến 18 độ C. Điện Biên Phủ, Sơn La, Lào Cai nằm ở phía Tây Bắc Bộ, trời nắng từ sớm, nhiệt độ cao hơn hẳn 27 đến 30 độ C. Còn bây giờ xin chuyển sang các thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Sapa đêm nay tạnh ráo trời rét 13 độ C, đến trưa mai trời nắng nhiệt độ tăng lên 21 độ C. Thành phố Nha Trang đêm nay trời tạnh ráo 23 độ C, sang ngày mai trời nắng từ sớm nhiệt độ buổi trưa khoảng 30 độ C, có gió biển thổi cảm giác thoáng đãng. Thành phố Phú Quốc đêm nay trời mát 25 độ C, đến ngày mai trời nắng nhiệt độ cao nhất 32 độ C.